hài hước loài bò biển uống sữa dưới vây chèo của mẹ. Minh chứng cho câu nói ngon nhất nách là có thật. Xưa giờ đã hiếm nghe, nay còn phát hiện loài bò biển còn sở hữu nhiều điều thú vị, đặc biệt là cách bò biển con uống sữa mẹ khiến ai nghe xong cũng phải bật cười. Điều siêu độc đáo là núm ti của con vật này không nằm ở vị trí thông thường mà nằm dưới vây chèo. Ấy là bò biển con mỗi lần uống sữa sẽ phải ngoạm luôn nguyên cái nách của bò biển mẹ. Nhìn mấy con bò biển ú nu ú nần thưởng thức dòng sữa thơm ngon vô cùng thư thái, mà mặt bò biển mẹ như kiểu muốn tan nát cõi lòng. Nhưng chắc khi nhìn con của mình đứa nào đứa nấy no đủ mũm mĩm đáng yêu, chắc bò biển mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Nó cũng dùng chân giống mái chèo của mình để bồng con giống như người, nên thời xưa nó từng được gọi là người cá. Trông thấy cương vậy thôi chứ thương mấy em bò biển lắm mọi người ạ. Do có thân hình to lớn và di chuyển chậm chạp nên mấy em thường dễ bị mắc vào lưới đánh cá. Nhiều ngư dân trông thấy nó lạ lạ, thường hay nói nó là sự kết hợp của hải cẩu, voi và lợn. Được biết đây là loài động biển có vú duy nhất. Sở dĩ gọi nó là bò biển vì nó rất thích ăn cỏ và tảo biển. Cộng đồng đại dương không có gì xa lạ trước cảnh loài vật này chúc mõm xuống với đôi môi dày quyến rũ, sau đó sử dụng hàm răng để nhổ và nhai cỏ biển.